Ấy, chào các bác nhé. Hôm nay bên shop gửi tới các bác một cái mẫu rất chi là mới dành cho các bác đi đánh cá, hứng cá. Thì cái này thì có bác thì gọi là cái đó, có bác thì gọi là cái lờ để đi hứng cá. Thì em cũng chi tiết một chút cái tác dụng của nó để các bác nhà mình được tham khảo. Cái này thì các bác đặt ở đường mương nước nhé. Và để hứng cá này, chủ yếu là cá, cua, ốc, rắn hoặc là lươn. Đấy, thì cái này thì hình thức của nó thì là lưới nhá. Và cái sắt vành của nó là người ta gọi là cái lồng lò xo, dành cho các bác đi hứng cá. Em sẽ mở luôn ra. Chất liệu của nó là lưới siêu bền nhá. Cái này thì giá cả của nó rất chi là hợp lý. Các bác cứ theo dõi một chút, em sẽ nói giá luôn để các bác mua các bác được biết. Cái này thì là kích cỡ 40-80 này. Kích cỡ chiều này là 40 nhá. Cái chiều bề mặt là 40, em để găng tay các bác biết 40. Có cái được 42. Và dài thì là 80. Và nó có hai chiều để hứng cá đây. Như các bác nhìn đây, nó là cái hom. Nếu mà khi cá mà vào thì sẽ không thể nào ra ngược lại được. Đấy thì cái lồng này nó sẽ có hai chiều. Hai chiều thì khi các bác đặt ở đường mương như thế này nhá, thì nước mà chảy xuống thì con cá sẽ chui vào đây hết. Và nếu như con cá nó rạch lên, em thấy thường thì con cá rô, con cá chuối, cá trê nó hay rạch ngược. Nếu như nó rạch ngược thì nó cũng sẽ vào đây hết nhá. Các bác chỉ cần đặt ở đường mương nước như thế này và đắp bùn ở hai bên để cho nước chảy xuyên qua. Thì với cái mẫu này nó rất chi là đa năng, các bác có thể đánh được hai chiều. Đánh cua này, cá này, ốc này, ếch này, rắn này. Nếu mà đã vào thì không ra được. Và cái khoang của nó ở trong này rất chi là to. Như các bác nhìn tay em phía trong này đấy, có thể đựng được con cá cả chục kg cũng không thể nào thoát được với cái chất lưới này nhá. Đấy, nếu như cá rô, cá, tất cả các loại cá mà vào thì sẽ không thể ra được. Đấy thì cái mẫu to này là mẫu 40-80 này. Và giá của nó rất chi là hợp lý nhá. Đối với các bác mà mua từ 3 chiếc trở lên, bên shop sẽ bao ship. Cái này thì em thấy trên thị trường người ta bán 120.000, nhưng bên shop sẽ bán cho các bác là 100.000 một chiếc. Và 3 chiếc thì sẽ miễn phí ship. Đây là cái to nhá. Còn cái kích cỡ nhỡ nhỏ hơn một xíu thì em thấy các bác là bán 90.000. Thì bên shop sẽ bán cho các bác là 250.000 3 chiếc bao ship. Với cái kích cỡ nhỡ đây, em cũng sẽ bỏ ra luôn để các bác nhà mình được tham khảo với cái chất lồng bẫy này. Giá rất chi là hợp lý và bao ship trên toàn quốc. Nếu các bác mà mua từ 3 chiếc trở lên, bao ship trên mọi miền Tổ quốc nhé. Cái này thì kích cỡ của nó là 30. Kích cỡ của nó là 30 đây các bác này. Và nó cũng tương đương như cái kia thôi, và dài 60. Cái này thì là kích cỡ nhỡ nhá. Đấy, cái này thì cũng đánh như cái kia, nó cũng có đường hứng như thế này. Cái khoang ở bên trong rất chi là rộng. Một đường thì ngược lên và một đường thì xuôi xuống. Đấy, thì là cái mẫu này 250.000 3 chiếc nhá. Bên shop sẽ bao ship từ 3 chiếc trở lên. Các bác nhìn cái chất thép ở trong cái lồng này. Đây là chất thép cứng nhá. Rất chi là chắc chắn để các bác sử dụng lâu. Rất chi là bền. Đây là cửa đằng trước này. Đấy, và khi mà dùng xong nhá, các bác nhà mình lại thu nó lại như thế này, rửa đi, rũ cá ra, rửa đi. Ở hai cái đầu này thì nó đã có hai cái móc rồi. Các bác sẽ móc vào luôn như thế này. Móc vào. Đấy, như thế này là cất đi. Khi em gửi cho các bác cũng rất chi là tiện nhá. Em cũng sụp vào như thế này cất đi. Và giá của nó thì rất chi là rẻ nhá, có mấy chục ngàn một chiếc thôi. Đấy, các bác có thể sử dụng vài chiếc để đi đánh cá. Em thấy các bác ở vùng Sình Lầy. Đấy, các bác ở trong miền Tây ấy, các bác ở vùng Thanh Hóa, nói chung ở vùng nào thì cũng có vùng Sình Lầy để các bác sử dụng cái mẫu này. Rất chỉ là đa năng nhá. Thì bên em có 4 kích cỡ đấy các bác ạ. Đấy, một này cái kích cỡ đen là kích cỡ nhỡ nhỏ nhá. Có cái nhỏ hơn như thế này nhưng em không bán, nó nhỏ quá. Cái này là cũng tương đối để các bác dùng vừa rồi. Còn cái này là 40-80 này, tương đối là to. Bề mặt là 40 phân, dài là 80 phân. Còn cái này là 30-60. Đấy. Và cái mẫu to nhá. Cái này to lắm. Cái này thì nó là 60 cơ. Bề mặt của nó là 60. Cái này kích cỡ đại nhất nhá. Các bác có thể hứng ở đường cống cũng được. Đấy, còn cống to thì các bác sử dụng cái này. Cái này là mẫu thứ 3 nhá. Và tiếp theo là cái mẫu thứ 4. Cái mẫu này thì các bác có thể hứng được tôm to cũng được đấy. Hứng được tôm to này. Cái này thì đặc biệt là cái mắt lưới của nó sẽ dày hơn. Cái loại này là cao cấp nhất nhưng không có cỡ to. Nó chỉ có cỡ nhỏ như thế này thôi. Đấy, cái này nó chỉ có cỡ nhỏ thôi nhá. Như cái này thì là hàng lưới rất chi là dày các bác ạ.
Hàng lưới này thì nó sẽ dày hơn hàng lưới đen. Cái này là loại cao cấp và nó chỉ có một cái kích cỡ là 30, 60. Đấy, bằng cái kích cỡ đen nhỡ kia. Đấy, cái này khi các bác cần nhá, cần mẫu nào, alo, sau sẽ gửi đúng mẫu đấy, cứ ship từ 3 chiếc trở lên là bên em sẽ bao ship. Bởi vì cái này các bác đánh hiệu quả lắm, có bác thì đánh cả mấy chục cái, có bác thì đánh 5, 7, 10 cái. Còn bác sử dụng ít nhất thì các bác sử dụng 1 cái, 2 cái. Còn thường thường là em cứ bán 3 chiếc em bao ship thì các bác thường mua 3 chiếc trở lên. Đấy thì các bác cần mẫu nào thì alo tới bên em nhé. Qua đầu số điện thoại là 0865 692 498. Đó là số điện thoại chính của bên em chuyên cung cấp về tất cả những cái mẫu lờ đó này, gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc. Đấy thì một cái video em cũng vừa chi tiết đây là cái mẫu đó, mẫu lờ nhá. Đấy. Và tiếp theo là cái mẫu lồng bắt quái thì bên em có đủ kích cỡ từ 13 đến 29 khoang. Cái này để các bác dùng để đi đánh tôm này. Đây. Cái này cũng có rất nhiều video em đăng tải rồi. Cái này thì lồng của nó đây, hứng tôm nhá, ốc nhá, tép. Đấy, cũng có video em đi đánh thử được rất chi là nhiều với cái mẫu bắt quái này. Đấy, các bác mà quan tâm tới mẫu nào thì hãy liên hệ trực tiếp tới bên em để đặt những cái sản phẩm hữu ích nhất và giá thì sẽ tốt nhất trên thị trường. Đấy thì em cũng vừa chi tiết là những cái mẫu để đi đánh cá, đánh cua của bên em để gửi tới các bác rồi. Đấy thì các bác quan tâm tới những cái video tiếp tới thì đừng quên ấn like, chuông và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Những cái video tới em đã giới thiệu về những cái mẫu khác để các bác được tham khảo. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.